Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị có 22 bệnh nhân xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần. Trong 1.069 ca mắc tính đến 6 giờ ngày 26 tháng 9 đã có, số ca điều trị khỏi là 999 ca, số ca còn đang điều trị là 35 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 18.000 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 283 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.628 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 6.089 người.